Hello em, chào tất cả các bác nhá. Hôm nay đóng hàng xong sớm quá, không biết làm cái gì. Thế này vừa ngay lọc nước, có lọc nước nhá. À, xin lỗi bác, vừa lọc nước một con, đây là con cây nước nhá, cây nóng lạnh này. Đây là ôn sưi này và đây là rê sưi nhá, tức là cửa đóng và cửa lạnh này. Đấy, nó hiển thị nó là màu đỏ với lại màu xanh nhá. Đây, con cây nóng lạnh này. Con này, đây các bác trang web rồi đây. Nicktian.com này. Đây số điện thoại này. Ô các cự sao mà sô đăng xe chữ như đây là cái nó gọi là phòng tiếp tân ấy, tiếp khách gì đấy, kiểu đại khái tiếng Nhật là thế nhá. Đây bác nào cứ cái số điện thoại này. Đấy. Được chưa? Đây là công tắc nhá, bật nóng lạnh này. Các bác. Đây là hàng em về em chưa vệ sinh cũng nhá. Quạt gió đã chạy này, tắt này. Đấy. Được chưa? Bên trong hơi bẩn tí, về bác tự vệ sinh nhá. Không quan cần đấy. Các bác thấy nó ngắt chưa? Bật này. Chạy này. Đấy, ok chưa? Một con cây nóng lạnh đây đấy đây. Đây chú ý này, nước nóng đây, đây cửa van xả đáy nhé, của nút cửa lạnh này, và đây cửa nóng này. Đấy. Bên ngoài vỏ nhựa nhất thì khá là đẹp. Thì em thanh lý thôi. Đây con này thì nó lòng bác về bác tháo ra kiểm tra nhé. Đây con này chặt này. Được chưa? Đấy, dọn nhà cuối năm. Bác lấy cái này nhá, 250. Đấy. 250.000. Bác nào chốt hàng được thì bác liên hệ em nhá, 0983 329 755 hoặc 0825 853 nhé. Khi em bật này, em bật công tắc sau nhé, để công tắc các bác có nhìn nữa. Đấy, bật lên nhá. Đèn này câu là lên nóng, đèn lạnh này. Hết nóng này, báo hộ đỏ hết rồi. Tắt đi. Ok các bác nhá. Chào các bác ạ. Hẹn các bác ở clip tiếp theo nhá.